こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。Hôm nay chúng ta học bài 13, đúng không? Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học bài tôi muốn có bạn gái, tức là gì? Muốn cái gì đó, muốn có cái gì đó. Rất là dễ. Ok, chúng ta sẽ học cái này. Được chưa? Hay. À, tính từ muốn trong từ vựng là gì đây? Hoshii. Hoshii, đúng không nào? Hoshii desu ne. Hay, hoshii desu. Ok. Bạn gái là gì? Kanozo. Kanozo ga hoshii desu. Đấy, kanozo ga hoshii desu. Được chưa? Bạn trai thì là? Kareya, trước tiên chúng ta phải ôn lại bài đã, ôn lại những cái động từ chia động từ ra về đã, gốc được chưa? Chia động từ điển đấy, được chưa nào? Hay, asobimasu nhóm một, asobu, đúng rồi, nhóm một thì đây là asobu, đấy thầy nói nhóm mấy là vì hôm nay đúng không? Oyogimasu nhóm một, oyogu, đúng rồi. Oyogu, được chưa? Oyogu, được chưa? Mukaemasu đây là nhóm 1 hay nhóm 2, thử đoán nha. Nhóm 2 ạ. Vì sao? E. Emasu, đúng không? Rồi, đọc hả? Mukaeru. Mukaeru, đúng không? Mukaeru, nhé. Hai. Tsukaremasu. Nhóm 2 ạ. Nhóm 2, đúng không? Đọc hả? Tsukareru. Tsukareru, đúng không? Tiếp. Kekkon shimasu. Kekkon shuru, nhóm 3. Nhóm 3 đúng không? Dễ rồi, cái này không phải biết đâu. Kekkon suru, đúng không? Kaimono shimasu. Kaimono suru. Shokuji shimasu. Shokuji suru. Sanpo shimasu. Sanpo suru. Dễ không? Đọc lại giọng lượng một tí nhá. Có gì không? Xe nó. Asobu. Oyogu. Mukaeru. 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 Chukareru. Kekkon suru. Kaimono suru. Shokuji suru. Sanpo suru. Hai, sanpo suru desu ne. Hai, tsukareru. Tsukareru nan de nai? Met. Met. Mukaeru. Đón. Đón. Oyogu. Bơi. Bơi. Asobu. Chơi. Kekkon suru. Kết hôn. Kaimono suru. Mua sắm. Shokuji suru. Ăn uống. Ăn uống. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm, tức là dùng bữa đấy, ăn trưa. Ăn dùng bữa đúng không? Tiếp theo. Sanpo suru. Đi dạo. Đi dạo đấy. Ok chưa? Hai. Để xong động từ. Nay phần sau chúng ta sẽ học về những đây. Để đi đâu đấy để làm gì chúng ta sẽ dùng những động từ như thế. Thế nào? Còn hai phần đầu chúng ta sẽ học hình nhỉ? Hoshi này, xong học tai này, muốn ăn này, muốn ngủ này. Để như nào? Hai. Đi đâu để làm gì và cô cả ní và là ní cả được không? Cái này dễ. Chủ yếu là 1, 2, 3. Thế như nào? Hai. Hai. Phần 1 không dễ là việc học nguyên về oxy kìa. Oxy. Oxy. Muốn có cái gì đó rồi nhé. Bạn hỏi bạn muốn có cái gì đấy. Nani ga hoshi desu ka? Đúng không? Bạn muốn có gì nhé. Ok. Thì chúng ta sẽ hỏi muốn có gì. Đầu tiên này. Ví dụ tôi đây là không muốn này. Muốn này không muốn thì sẽ là gì nào? Hoshi cự này. Đúng không? Hoshi cự này. Đúng không? Hoshi cự này. Hay. Đây, câu đầu tiên này. Watashi wa kanozo ga hoshiku nai desu. Hoshiku nai desu. Nghĩa là gì? Tôi không muốn có bạn gái. Tôi không muốn có bạn gái. Được chưa? Mà tôi muốn có bạn trai. Bạn trai. Watashi wa tomodachi ga hoshii desu. Tôi muốn có bạn bè. Muốn có bạn đúng không? Tôi muốn có bạn. Được chưa nào? Thế không? Chả có cái gì đúng không? Không có gì đấy. Hai, tôi muốn có ô tô nữa nào. Kuruma ga hoshii desu. Hai, chàng, tôi muốn có nhà. Ie ga hoshii desu. Tôi muốn có tiền. Okane ga hoshii desu. Okane ga hoshii desu. Nghe thế nào? Đơn giản là okane ga hoshii desu. Hai, ví dụ câu này. Ima watashi wa okane ga ichiban ma ichiban hoshii desu. Ichiban hoshii desu. Tôi muốn bây giờ tôi muốn tiền nhất. Muốn có tiền nhất. Muốn có tiền nhất. Thế thế này. Không nặng thế này. Muốn có tiền. Được chưa? Ima watashi wa okane ga ichiban hoshii desu. Thế thế nào? Hai. Hai. Trong câu này để cái từ ima lại nằm sau cái gì nhỉ? Nó cho vào hóa. Nằm có thể tiêu đấy. Được. Muốn để gì? Được chưa? Hai. Duy-san wa ima kodomo o hoshigatte imasu. Câu nào? Hoshigatte imasu. Hoshigatte imasu. Ok, được rồi. Cái này, nếu là người thứ ba, tức là không phải mình hay là một đối phương thì đó, một người đó mình nhắc đến, được không? Ví dụ, mình Nhung đang nói chuyện này, nói Trang-san,
hay là nói thì sao, hay là thầy giáo sensei được chưa, hay một ai đó là người thứ ba được chưa, người thứ ba được đấy. Thì khi đó thì chúng ta thì nhà không dùng hoshi nữa mà chúng ta phải dùng o hoshi gatte imasu được chưa, hoshi gatte imasu. Các bạn bảo hoshi gatte imasu, o hoshi gatte imasu, không phải là nữa mà là o nhé, o hoshi gatte imasu. じいさんは今子供を欲しがっています。ちゃんさんは子供を欲しい、あ、子供が欲しいですか？はい、欲しいです。ちゃんさんは、ちゃんさん、bây giờ mình sẽ nói tiếp này. Bây giờ Trang vừa bảo là muốn đúng không? Vừa rồi mình hỏi Trang trực tiếp nên là mình sẽ dùng cá hoshi đúng không? Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn, mình sẽ nói với các bạn. 今ちゃんさんは子供を欲しがっています。các bạn hiểu chưa? Hiểu cách sử dụng chưa? Hay. Ok, cho là dễ rồi đúng không? Hay. Hay. Hai, tiếp theo. Số 5 này. Ghi ở sẵn rồi nè. Ghi ở sẵn wa kuruma o hoshi gatte imasu. Hai, kuruma o hoshi gatte imasu. Hai. Tiếp. Hai người các bạn. Tanjoubi ni nani ga ichiban hoshi desu ka? Tanjoubi ni oshirase atarashi denwa ga hoshi desu. Sinh nhật thì em muốn gì nhất? Vào sinh nhật thì em muốn một cái điện thoại mới. Sinh nhật thì em muốn một cái điện thoại mới đúng không? Hai, atarashi denwa ga hoshi desu. Được chưa nào? Hai, tiếp theo. Thế nào? Ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Nihon no pasokon ga hoshi desu. Bây giờ anh muốn gì nhất đúng không? Hay. Em muốn có, anh chỉ muốn có một cái máy tính của Nhật đúng không? Hay. Christmas ni nani ga hoshi desu ka? Shatsu ga hoshi desu. Shatsu. Shatsu. Shatsu ga hoshi desu. Christmas là gì đó? Giáng sinh ạ. Giáng sinh, giáng sinh thì em muốn có gì đúng không? Em muốn có quần áo. Áo sơ mi, áo sơ mi này, sắt sửa hoshi desu. Được chưa? Tiếp. Đô na kuruma ga hoshi desu ka? Oki kuruma ga hoshi desu. Tức là gì đây? Em muốn một chiếc xe ô tô như thế nào? Đúng rồi. Em thích một chiếc ô tô to. Đúng rồi, em muốn có, đúng không? Có một chiếc ô tô to. Được chưa nào? Đô na denwa ga hoshi desu ka? Nihon no denwa ga hoshi desu. Nihon no denwa ga hoshi desu. Được chưa nào? Hai. Hai, ok, chúng ta chuyển sang phần số 2. Hết hoshi rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tai. Tai mình. Ok, tai. Chẳng hạn cách kết hợp tai đây thì khi mà chúng ta muốn nói là gì, muốn đi này, muốn trở về này, muốn ăn, muốn uống, muốn đi dạo, muốn mua sắm này, đấy nhỉ, tất cả là động từ đúng không, thì chúng ta phải chia động từ đấy về dạng tai này, được chưa? Đơn giản thôi. Đây tabemasu, ví dụ có một động từ tabemasu là sẽ có tabe bỏ bát đi, chúng ta sẽ còn là tai desu đúng không, tabe tai desu nghĩa là gì đây? Muốn ăn, muốn ăn đúng không? Muốn ăn desu, muốn ăn gì? Ví dụ danh từ đây, watashi không cần nữa. Muốn ăn thịt chó đi. Hả? Inu đây là chữ inu này. Đây là chữ niku này. Dạ, inu niku. Ô mà gái được nhận đây. Khi nói mình nhớ nha. Inu niku o, inu niku ga tabetai desu. Được chưa? Muốn ăn thịt chó. Được chưa nào? Bạn muốn ăn gì sẽ là gì? Nani o tabetai desu ka? Nani ga tabetai desu ka? Được chưa? Hai. Được chưa? Hai. Hai. Ví dụ thế nào? Im mà nghe tai desu. Im mà nghe tai desu. Không ăn cảnh. Và có mấy người vừa ngáp ngủ đâu. Nghe tai ngủ. Còn buồn ngủ thế nào? Nemui. Nemui. Có một từ buồn ngủ khác là nemui đấy này. Nemui. Nói con nặng được. Nemui desu. Buồn ngủ. Nemui. I'm sleepy. Sleepy. Hai. Nghe tai. Được chưa? Hai. Hai. Tiếp theo. Sushi ga tabetai desu. Hai, sushi ga tabetai desu. Được chưa nào? Có thể thay bằng bố được chưa? Để cả được không ta? Tiếp. Nemui desu ka? Nemui desu kara kohi o nomitai desu. Kohi o nomitai. Bởi vì buồn ngủ nên tôi muốn uống cà phê đúng không nào? Rồi, kohi o nomitai desu. Tiếp theo. Bác sensei wa Vietnam nhân to kết hôn sita
gattemasu. Hai, kekon shita gattemasu. Tức là thôi, mày cứ vừa nãy có gì ạ? Shita gattemasu, có ta gattemasu không? Vừa nãy có gattemasu, hoshi? Hoshi gattemasu, đúng không? Hai. Hoshi gattemasu. Thì chúng ta có gì nhỉ? Về tai này. Về tai đúng không? Chúng ta sẽ bỏ tai, bỏ y đi. Cộng với là gattemasu. Bình thường những cái động từ này thì nè, cái hơn của ai đó thì mình sẽ dùng trợ từ tố, đúng không? Nhưng mà nếu muốn ăn cái gì đó, ví dụ là cô Yuka chẳng hạn, cô Yuka muốn ăn thịt chó chẳng hạn, thì sẽ là gì nhỉ? Yuka sensei wa iru o aga ga o để xem nào. Hai, quên chưa là gì? O o để chưa? Hai, o tabeta gattemasu. Inu niku cái này còn lại nhé. À, đây là chữ niku, được chưa? Inu inu niku o, được chưa? Tabe 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 ta gatte gatte imasu. Đấy chưa? Ở đằng trước nó trợ từ ố thì vẫn giữ nguyên trợ từ ố nhé. Ăn này, uống này, uống cà phê này. Ví dụ cô Yuka muốn uống cà phê. Yuka sensei wa nomita gattemasu. Đấy chưa? Nomita gattemasu. Ok chưa? Hay. Câu này là gì đây? Thầy bác muốn kết hôn với người Việt Nam. Đấy chưa nào? Muốn kết hôn với người Việt Nam. Tiếp. Dũng cô chú ạ, căng công cử ế, ikita gatte imasu. Cô chú là gì? Hiệu trưởng ạ. Hiệu trưởng Dũng. Hiệu trưởng Dũng thì muốn đến Hàn Quốc ạ. Đúng rồi, muốn đi ikita này nhé. Muốn đi Hàn Quốc. Muốn đi Hàn Quốc. Đó, ikita gatte imasu. Một số ba này nhé. Hãy. Tiếp. Sáu này. Thi-san, nani o tabetai desu ka? Sashimi ga tabetai desu. Ở trên là o, ở dưới là gái đều được. Chuyện định được, được chưa? Ok. Nani o tabetai desu ka? Sashimi ga tabetai desu. Nhưng mà nếu người ta nói o thì chẳng nói o được. Hay. Sashimi là gì? Sashimi món ăn gọi cá sống ạ. Cá sống, cua sống các kiểu. Số 7. Saka o shitai desu ka? Hay. Saka o shitai desu. Hai, saka o shitai desu. Hai, thế nào? Hai. Hai, tiếp. Ima nani o shitai desu ka? Nani mo shitai kunai desu. Nani mo shitai kunai đúng không? Shitai kunai. Cái gì đó shitai kunai đấy. Là gì đây? Chẳng muốn làm gì đúng không? Bây giờ em muốn làm gì không? Chẳng muốn làm gì. Em cô đúng gì nói nào? Nani mo nomitai desu. Nomitaku nai desu. Được chưa? Nào, xe nó. Nani mo nomitaku nai desu. Chẳng muốn đi đâu cả. Ikita kunai desu. Không muốn là đúng không? Ikita là muốn à? Viết lại này. Tai này. Tai là muốn à? Không muốn thì sẽ chia này như nhỉ? Ta kunai. Được chưa? Giống như một tính từ đi ấy. Được chưa? Hãy. Đọc lại nào. Shitai. Shitakunai. Shitakunai. Dokomo ikitakunai. Nani mo tabetakunai. Nani mo nomitakunai. Ok? Được chưa nào? Rồi, tiếp. Jasumitai desu ka? Iie, jasumitaku nai desu. Đó, em muốn nghỉ không? Em muốn nghỉ. Được chưa? Ok. Jasumitai desu ka? Hai. Iie, jasumitaku nai desu. Hai, jasumitai desu. Kanozo ni aitai desu ka? Hai, kanozo ni aitai desu. Đúng không? Muốn gặp bạn gái không? Đúng không? Muốn gặp bạn gái. Hai, bây giờ chúng ta đã xong phần số 2, chúng ta chuyển sang phần số 3. Đi đâu để làm gì? Về đâu để làm gì? Đến đây để làm gì? Thế nào? Hai, đi về đến thế nào? Hai, ở đây chúng ta nếu mà chúng ta có hai cách làm được chưa? Thứ nhất là để khi mà đứng trước nó sẽ là từ để mà sự chúng ta sẽ bỏ mát sự đi,
cộng với nữa là ni. Ni. Được chưa nào? Thôi, ví dụ cụ thể sẽ hiểu thôi, được chưa? Địa điểm này đi đâu đó dùng thế ni được đúng không? Ví dụ như là Hà Nội e, Hà Nội ni ikimasu, được chưa nào? Ở đây Hà Nội ni ikimasu nè. Ở giữa này sẽ là gì nhỉ? Ê, học tiếng Nhật chẳng hạn. Nihongo ô bên kia xin ikimasu. Được chưa nào? Đây đấy là phần trên nhá. Nếu phần dưới là danh từ, nó sẽ là gì? Bên kia. Việc học tiếng Nhật, cái từ danh từ này cũng là học tiếng Nhật này, bên kia này. Cái này cố gắng đây là bên kia nhá. Bên kia. Hiện tại không ngoan không đọc được. Thấy chữ án không đọc được. Chữ này là chữ ikimasu, được chưa? Ikimasu. Nihongo biết rồi. Ok. Vậy thì đây là danh từ, benkyo là một danh từ việc học, được chưa? Hai. Is Nihongo no benkyo khép vào sẽ là Nihongo no benkyo. Đây sẽ là danh từ. Đây chính là cái phần này. Được chưa? Hai. Nihongo no benkyo ni ikimasu hay là gì ạ? Trong bài có mấy từ như là kaimono hay là sokuji ấy. Kaimono shimasu này thì bình thường nếu mà là danh từ sẽ là chỉ là kaimono. Được chưa? Hai. Sampo. Sampo. Đó là danh từ. Hai động từ gì nữa? Sokuji shimasu. Sokuji shimasu là sokuji nhé. Ok chưa? Hai. Hai, ok. Ví dụ như thế này. Ok. Sẽ là động từ tạm mác. Hai, đầu tiên chúng ta sẽ phân tích là gì nhỉ? Đi siêu thị này. Được chưa nhỉ? Sūpāre. Được chưa nhỉ? Sūpāre ikimasu. Làm gì đây? Ví dụ chúng ta sẽ nói là mua bánh mì và sữa thì thế là nhỉ? Pan to gyūryō kaimasu. Đúng không? Thì chúng ta sẽ còn là gì nhỉ? Sūpāre. Đúng không? Pan to gyūryō kai ni ikimasu. Khăn đọc. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Ni mo ne. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Kai ni ikimasu. Được chưa? Hai. Hai. Tiếp theo. Số 2. Đây vẫn câu vừa nãy đây. Nihongo o benkyō shi ni ikimasu. Đi Nhật để học tiếng Nhật. Tiếng Nhật, học tiếng Nhật. Được chưa? Tiếp. Nihongo no benkyō ni ikimasu. Nihongo no benkyō ni ikimasu, đúng không? Hai cái sử dụng đấy, được chưa? Hai. Tiếp. Shukae ryōshin ni ai ni ya. Ai ni kaerimasu. Ai ni kaerimasu. Ở đây là Jikka là quê. Nhà mình ở đấy, được rồi, trước nói rồi đúng không? Để quê là Jikka kaerimasu. Để quê để làm gì? Để gặp bố mẹ. Gặp bố mẹ, ryōshin ni hoặc là ryōshin. À, ryōshin ni đấy nhé. Ok, ở đây cũng là tố, được. Ryōshin tố, được. Nhưng mà tố này, nhắc lần nữa. Tố là khi mà hai người đã hẹn nhau, hẹn với bố mẹ. Được chưa? Còn bình thường mình đột xuất mình về, ryōshin ni. Ai ni kaerimasu. Kaerimasu. Hai. Có là gì gai, là gì gai? Về quê để gặp bố mẹ. Đúng không? Ryōshin ni ai ni kaerimasu. Được chưa nào? Hai. Để về để gặp bố mẹ. Tiếp. Nihon e kanojo ni ai ni kimashita. Hai người đang đứng ở Nhật nói chuyện đó. Mày đến Nhật làm gì? Mày đến làm gì? Đến Nhật để gặp người yêu. Đúng không? Hai, nhiều mẹ. Kanojo ni ai ni kimashita. Được chưa? Hai. Hai, ai ni kimashita. Tiếp. Sūpāre kaimono ni ikimashita. Đây thì đây. Tôi đã đến siêu thị để mua đồ. Tôi đã đi. Tôi đã đi siêu thị để mua đồ. Siêu thị để mua đồ này. Hai. Tiếp. Kodomo to kawaii e chiri o shin ni ikimasu. Bình thường cái câu vừa nãy nó không có tố ở đây đúng không? Chỉ đến đây thôi đúng không? Để mình sẽ thêm một từ tố với rồi đúng không? Đi đâu đây? Đến bờ sông. Đi đến bờ sông với đứa con. Đứa con này. Kodomo là những đứa trẻ nhưng mà dịch là con mình đấy chứ. Trẻ. Để làm gì?
câu cá. Câu cá. Đúng rồi, chūryō shini ikimasu. Cái này có trong từ vựng không? Có. Có đúng không? Chūryō shini ikimasu. Được chưa nào? Đấy, tiếp. Kanojo to hotel e inu niku o tabe ni ikimashita. Ở đây của tôi đi. Đầu tiên là gì nhỉ? Tôi đã đi. Đi đến nhà hotel. Tôi với người yêu. Bạn gái. Đúng rồi, tôi đi đến siêu thị của người chó. Ăn thịt chó. Ok. Đi hotel để ăn thịt chó. Cũng được. Ví dụ như là ở Việt Trì nhỉ? Việt Trì nổi tiếng với thịt chó. Tôi đi Việt Trì để ăn thịt chó cùng với bạn gái như thế nào? Bạn nói rất tốt. Việt Trì e inu niku o tabe ni ikimasu. Nếu mà quê của mình sẽ dùng động từ kaerimasu. Kaerimasu tôi về. Tôi về Việt Trì để ăn thịt chó. Được chưa? Hay. Tiếp. Tokyo e sakura no omachiri ni ikimashita. Tôi đã đi đến Tokyo để omachiri là gì? Lễ hội. Lễ hội hoa anh đào. Hoa anh đào. Để ngắm hoa anh đào. Để ngắm hoa anh đào. Để ngắm hoa anh đào. Được chưa? Tiếp. Kuni e tomodachi ni ai ni kaerimashita. Tôi đã đến đất nước. Tôi đã về. Về nước, về nước mình để gặp bạn bè. Đúng không? Về nước để gặp bạn bè. Đấy. Hay, còn lắm. Ồ, hết rồi. Đồ củ cải đấy. Cái câu này dễ rồi. Chỗ nào đó, nơi nào đó đúng không? Là gì cả. Muốn uống gì? Chưa xác định được bình thường. Nanyo. Bình thường chúng ta sẽ là nanyo tabemasu ka? Đấy. Bình thường là nanyo tabetai desu ka? Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ ô đi, chúng ta sẽ biến thành cả. Nanika tabetai desu ka? Anh muốn ăn gì? Đó. Hay là doko e ikimasu ka? Anh đi đâu rồi? Anh đi đâu vậy? Đi đâu đó đúng không? Đi đâu vậy? Đi đâu đó? Chỗ nào chưa được xác định mà người hỏi này không hiểu. Không biết. Đấy là không biết không hiểu thì cho vào. Hay ok. Ví dụ. Ok. Hay. Ví dụ nào? Trang gặp à? Hay rồi. Trang nhung. Asta doko ka e ikimasu ka? Tosokan e ikimasu. Khi mà mình không rõ địa điểm doko e ikimasu ka đúng không? Hiểu doko ka e ikimasu ka. Được chưa? Sáng ngày mai đi đâu đấy không? Sẽ đi đâu? Đi đâu không đúng không? Đi đâu không đấy đấy. À, em đi thư viện đúng không? Đồ cô cà hoặc đồ cà ế đều được. Để thế nào? Hay tiếp theo. Thì rằng nani ga tabemasu ka? Nani ka? Nani ga? Nani ga? Hey, thì rằng nani ga tabemasu ka? Pan o tabemasu. Tabemasu ka? Chúng ta phải tabetai desu ka? Được nhá. Tabetai desu ka? Được chưa? Nani ka tabetai desu ka? Được chưa? Nani ka tabetai desu ka? Pan o tabetai. Pan o tabetai desu. Đúng không? Hai. Ok, tiếp. Natsu jasumi ni doko ka asobi ni ikimashita ka? Hai. Hạ Long Quan e asobi ni ikimashita. Đúng không? Đi câu này. Mùa hè. Nghĩ hè á, anh đã đi chơi ở đâu vậy? Biết là người đó đi chơi rồi nhưng mà không biết ở đâu thì mình chụp đồ của cá này. Đồ của cá. Đồ của cá, asobi ni ikimashita ka? Cá mùa hè không thấy đâu đúng không? Họ đi đâu? Hai, Hạ Long Quan e asobi ni ikimashita. Thế nào? Hai. Tiếp. Achui desu ne. Nani ka nomitai desu ka? Hai, chinetai ocha. Ocha ga. Chimetai ocha ga. Ocha ga nomitai desu. Hai. Hai, chimetai ocha ga nomitai desu. Được chưa nào? Hai. Có này gì đó? Nóng nhỉ? Nóng nhỉ? Uống gì không? Vâng, nóng thật. Đâu? Chimetai là lạnh. Lạnh. Được chưa? Trà đá. Chimetai ocha trà đá đấy. Em muốn uống cốc trà lạnh. Lạnh. Được chưa? Trả lại trả đá đi. Ok. Chịu đâu trả lại nhé. Hay ok hết rồi. Xong. Được chưa? Đầu tiên là hoshi này. Đấy nha. Muốn gì? Người thứ ba sẽ là hoshi gatemasu. Hoshi gatemasu. Ok. Hoshi garu. Chỗ này không phải cá mà là ố rồi nhé. Ok. Hay. Tiếp theo. Gì đây? Ố bê tai này nhé. Bê tai garu. Được chưa nào? Hay. Đi đâu đó làm gì và đâu cục cả. Xong rồi. Hay. Xong. 今日の授業はこれで終わります。いいんですか？はい。はい、皆さん、今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。またね。またね。
sashimi o tabetai desu. Sashimi o tabetai desu. Satchu ga hoshii desu. Shatsu ga hoshii desu. Tanzobi ni atarashii denwa ga hoshii desu. Tanzobi ni atarashii denwa ga hoshii desu. Zasumitai desu ka? Iie, zasumitaku nai desu. Yasumitai desu ka? Iie, yasumitaku nai desu. Nihon e, nihongo no benkyou ni ikimasu. Nihon e, nihongo no benkyou ni ikimasu. Ở trong bài này thì vẫn là những lưu ý tới những phát âm rất là cơ bản, ví dụ như là shi và zi các bạn nhá. Các bạn lưu ý cho mình là shi ở đây nó là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ. Ví dụ sashimi. Sashimi là gì nhỉ? Món cá sống ở bên Nhật đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn thì đọc là sashimi. Sashimi cái này hoàn toàn sai mà nó phải là sashimi. Âm nó hơi nặng hơn đúng không ạ? Và các bạn nhớ là shi này khi thêm tên đọc là ji, chúng ta cũng phải đọc nặng một chút. Ji, ví dụ như 10 giờ là juji, được chưa? Hay là ngày sinh nhật có âm ghép và tên vào thì nó cũng đọc nặng các bạn nhé. Tanjobi. Tanjobi chứ không phải là tanzobi, tanjobi. Ngoài ra thì còn có những lỗi mà chúng ta thường mắc phải, đó là âm ya, yu, yo. Nhiều bạn bị đọc sai, đó là ya, yu, yo. Cái này sai các bạn nhé. Còn cách phát âm chuẩn của nó thì ngày trước mình cũng đã nói rồi. Nếu bạn nào mà chưa quen hay là còn bị sai thì các bạn có thể luyện từ từ đọc hai chữ cùng một lúc, i và a, ia, 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 ia. Sau khi chúng ta đã quen rồi thì chúng ta quay trở lại phát âm với cả từ vựng của nó. Ví dụ như là nghỉ, động từ nghỉ là gì các bạn nhỉ? Yasumimasu, đúng không ạ? Yasumimasu, chứ không phải yasumimasu các bạn nhé. Ia, 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 yasumimasu. Và có một lưu ý rất là quan trọng ở trong bài này, đó là khi các bạn đọc một câu dài các bạn nhé, các bạn chú ý cố gắng đừng đọc quá nặng ở những trợ từ. Ví dụ, tôi đi tới Nhật để học tiếng Nhật chẳng hạn. Câu chuẩn của nó là gì nhỉ? Nihon e nihongo no benkyou ni ikimasu. Ở đây nó có hai lần trợ từ liền. Thì các bạn cố gắng đừng đọc quá nặng cái phần trợ từ đó, mà chúng ta chỉ cần đọc nó nhẹ xuống một chút. Nihon e nihongo no benkyou ni ikimasu. Nihon e nihongo no benkyou ni ikimasu. Nhất là cái chỗ ni đấy, nhiều người sẽ đọc là gì nhỉ? Nihongo no benkyou ni ikimasu. Chúng ta không cần thiết phải quá là nhấn mạnh như thế các bạn nhé, chỉ cần nói đơn giản thôi. Nihon e nihongo no benkyou ni ikimasu. Như thế là người Nhật sẽ hiểu, chúng ta không cần phải nhấn mạnh nó ở chỗ trợ từ mà chỉ cần đọc nhẹ thôi là ok rồi các bạn nhé.